Trong tình hình giá vật tư phân bón đầu vào tăng, chương trình canh tác lúa thông minh vụ đông xuân 2021-2022 vẫn đạt được những thành công ngoạn mục cả về năng suất và lợi nhuận. Ở vụ hè thu sắp tới, bà con cần chú ý điều gì để tiếp tục canh tác hiệu quả? Những phân tích cụ thể từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ có trong chương trình canh tác thông minh ngày 10 tháng 4 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.